Vâng, kính thưa quý vị, từ vùng đất Quảng Nam thân yêu, chúng ta đã đến miền đất đỏ Ba Gian xinh đẹp để lập nghiệp. Ở nơi đây đã có biết bao nhiêu người con của xứ Quảng được sinh ra, lớn lên và thành đạt. Kính thưa quý vị, tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: tre già măng mọc, thế hệ trẻ người dân xứ Quảng tại thành phố Bảo Lộc luôn năng động, sáng tạo, phát huy năng lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với mục đích gắn kết, phát huy những tài năng đó, hôm nay Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc tổ chức buổi ra mắt câu lạc bộ tuổi trẻ Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc, với mong muốn kết nối yêu thương với bạn bè, cùng nhau phát triển kinh tế chiên quê hương Bảo Lộc và hỗ trợ bà con nơi xứ Quảng thân thương. Đó là chính là lý do của buổi lễ ra mắt câu lạc bộ hôm nay. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, được sự thống nhất của Hội đồng Hương tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền nhằm mục đích cùng chung tay xây dựng quê hương mới Bảo Lộc thân yêu ngày càng phát triển và giàu đẹp, đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh sản xuất, kết nối tình quê hương xứ Quảng trên vùng đất mới, góp sức chung tay hỗ trợ những mảnh đời không may gặp những rủi ro tai nạn, cùng hướng về quê nhà khi có những thiên tai bão lũ, khuyến học khuyến tài, làm những việc làm thật ý nghĩa, có tính nhân văn, tình người, kết nối yêu thương, nhân rộng những việc làm thật hữu ích. Với lý do trên, Ban chấp hành Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc hôm nay ra mắt câu lạc bộ tuổi trẻ Bảo Lộc. Chúng tôi mong rằng các thành viên trong câu lạc bộ sẽ phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xây dựng câu lạc bộ mỗi ngày thêm lớn mạnh, đáp ứng được nguyện vọng các bà con quê hương xa xứ. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố lễ ra mắt câu lạc bộ tuổi trẻ thành phố Bảo Lộc. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, thành công và xin trân trọng cảm ơn. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, vì vậy với mục đích cao đẹp như trên để duy trì hoạt động có hiệu quả hơn, chúng tôi xin ra mắt câu lạc bộ tuổi trẻ Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc, làm thành viên của Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc với phương châm hoạt động cho đi là còn mãi mãi. Một lần nữa xin quý vị khách quý, các cô bác, bà con, anh chị em Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, tôi thay mặt hội câu lạc bộ tuổi trẻ Bảo Lộc xin chúc quý vị và con luôn sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Và xin bà con đồng hương, các hội đồng hương của tỉnh bạn, Hội đồng Hương tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt Ban chấp hành Hội đồng Hương thành phố Bảo Lộc tiếp tục giúp đỡ đồng hành để câu lạc bộ tuổi trẻ Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Bảo Lộc phát triển và hoạt động hiệu quả hơn. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các địa phương của Quảng Nam như Đà Nẵng sẽ rất là vui mừng ngày càng có nhiều các vị câu lạc bộ, các cái hội đồng hương và con xa quê tập hợp và kết lại hướng về quê hương, thực hiện cái sự đoàn kết, chăm lo cho những cái hoàn cảnh khó khăn về nơi sinh sống cũng như là quê nhà. Đó là một cái điều về quê hương chúng tôi rất là hạnh phúc, rất tâm lòng và mong sa quê. Một lần nữa xin kính chúc các cô các chú và các chị những sức khỏe và chúc cho câu lạc bộ là ngày càng phát triển. Xin chào và cảm ơn. Hôm nay đại diện cho Ban chấp hành Đồng Hương Quảng Nam khu vực phía Nam
mục tiêu để rồi trong năm sau, trong những lần họp sau, chúng ta rất vui mừng là đón nhận những thành quả của câu lạc bộ trẻ thành phố Bảo Lộc trong việc đóng góp vào hoạt động chung của hội đồng nhân dân. Trước khi dừng lời, một lần nữa kính chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu cũng như bà con đồng hương của mình chị hiện hôm nay, chúc cho buổi ra mắt của câu lạc bộ trẻ thành phố Bảo Lộc thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Chính vị tướng của anh Thành, cô quê cô bé là người cũng khá là lớn tuổi rồi, nhưng mà cô cũng rất là đồng hành với câu lạc bộ trẻ, là cô đem sức trẻ còn lại của cô để cống hiến cả anh đây và những người trẻ giống như trẻ tuổi nhất em được biết tới đây là anh Dân, anh Công Nhân là một người trẻ, anh sinh năm 84 là trẻ nhất. Dạ thì hy vọng rằng là trong câu lạc bộ mình sẽ tiếp tục kết nối thêm nhiều thành viên ban chấp hành nhiệt huyết nữa để cùng đưa câu lạc bộ phát triển, và hy vọng rằng là có thể một ngày nào đó chào đón cô chú anh chị tại thành phố Hồ Chí Minh đến Sài Gòn là alo anh nghĩ là chú hay cô là người lãnh đạo thì em sẽ sẵn sàng chạy cao tiếp ạ. Dạ em xin cảm ơn. Thì hiện tại bây giờ cậu đang làm phó hiệu trưởng ở một cái trường trung tâm thành phố Bảo Lộc và cũng được mọi người quý mến, đó cũng là một cái vinh dự. Và cô cũng xin kính chúc toàn thể các cô, các bác, các anh, các chị trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay luôn luôn sức khỏe và có được nhiều cái niềm vui, có nhiều hạnh phúc, có nhiều cái may mắn ở trong cái cuộc sống. Con xin hết ạ. Nhân ái, bác ái của tất cả các anh chị ở trong hội Đổ Hương Quảng Nam với tấm lòng yêu thương nho nhỏ để động viên những gia đình gặp bão lụt thiên tai vừa qua, đó là những tấm lòng nho nhỏ. Và chúng ta hãy làm sao ạ? Dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta luôn gắn chặt và chúng ta làm kinh tế thật giỏi để chúng ta giúp những người kém may mắn cũng như là gặp những hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả sự đồng hành cũng như là những tấm lòng nhân ái của tất cả quý vị. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn hội đồng hương của năm đã đặt tại Bảo Lộc và cảm ơn những hội viên trẻ của thành phố Bảo Lộc và chúc các anh chị của đại các địa phương và Sài Gòn các nơi về dự và chúc các anh chị ở thành phố Bảo Lộc em có cháu thành công tốt đẹp và sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn chị. Cho nên tôi đề nghị với các anh các chị câu lạc bộ trẻ nên có tổ chức những chuyên gia dạy về làm người, dạy về kiến thức cho con cháu chúng ta để chúng ta phát huy cái truyền thống của cha ông để mà tiếp bước xây dựng cái đất nước phồn vinh và cái cuộc sống hạnh phúc cho mai sau. Đấy, tôi xin chúc tất cả quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cậu và chúc cậu luôn thật nhiều sức khỏe và cảm ơn những lời chia sẻ động viên và quý báu của cậu. Xin cảm ơn nhà báo Hoàng Hạnh. Và thay mặt đội hình hương lần nữa xin được chúc sức khỏe anh Đậu, xin được chúc sức khỏe các vị doanh nhân doanh nghiệp ở các tỉnh, các vị đại diện của các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh và bà con đồng hương. Các anh chị hôm nay lần nữa cũng xin nói rằng là hứa với các vị với tư cách là một người chịu trách nhiệm đại diện của các bà con Quảng Nam Đà Nẵng tại tỉnh Lâm Đồng, tôi sẽ cùng với các vị trong từng trực hội sẽ cố gắng làm hết sức mình để tạo điều kiện cho là các vị mà đặc biệt trong câu lạc bộ này của thành phố Bảo Lộc tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Đây là một phần góp phần xây dựng hội của chúng ta ngày càng vững mạnh. Xin được trân trọng cảm ơn. Thay mặt câu lạc bộ trẻ xin hứa sẽ mình có chừng nào mình làm chừng đó, mà cũng mong là các em
đã dựng tôi lên rồi, cùng nhau chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành cái tôn chỉ của chúng ta đặt ra. Một lần nữa thay mặt câu lạc bộ trà của thành phố Bảo Lộc, gọi là bình đẳng trà của thành phố Bảo Lộc, xin cảm ơn bà con, chúc bà con sức khỏe và hạnh phúc. Những anh chị đã ủng hộ